ngày 26 tháng 9, ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết công an đang điều tra việc một nữ sinh bị đánh đập hội đồng trước cổng trường. Theo ông Nguyễn Ánh Dương, ngày 21 tháng 9, nhà trường có nhận một clip ghi lại cảnh em L, lớp trưởng 10A2, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Quảng Ninh, bị hai người nhảy vào đấm, đá túi bụi. Em L cho biết, trước đó, có hai người lạ vào lớp 10A2 ngồi trong giờ học. L là lớp trưởng nên đã báo cáo sự việc lên cô giáo chủ nhiệm và mời hai người này ra khỏi phòng. Lúc sau, em L ra cạnh cổng trường mua nước uống thì bất ngờ hai người lại nhảy vào đấm, đá túi bụi. Công an huyện Quảng Ninh đã giao cho công an xã Gia Ninh truy tìm danh tính hai người lạ đã hành hung em L.